đậu xuống vàng này, mình cho vịt vô mình xào. Mình ớp gia vị từ giờ á với chao á. Bây giờ mình xào lên thơm chao quá. Xào lên. Ngon quá cái hồng này. Rồi. Bây giờ mình bỏ môn vô luôn. Á môn mình không có chiên gì luôn. Mình để tươi thơm tươi luôn. Hồi á mình chan bún ăn á. Cái nước lèn lèn nó ngon. Còn miếng thịt như miếng thịt heo vậy. Thịt lết vậy. Con ăn chừng đổ rồi, hấp thứ đi con. Chào ơi. Con lấy cái ổ ra để cho Dương Hai bẻ cho muốn vô nè. Xin chào các bạn nha, xin chào các cô chú các anh chị thân mến nha. Ngày mới thì vợ chồng mình xin chúc toàn thể các cô chú các anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha, thật an lành trong cuộc sống nha. Con lấy cái gỗ rồi con. Nay giờ mình ra mình mẻ mớ rau muống tàu vô mình ăn một cái món này rất là tuyệt vời luôn, đó là vịt nấu chao nè. Nè Dương Hai chỉ con nè, con nhỏ mấy cọng rau muống mập á, mập và to á, biết không nè. Này lâu quá mình cũng không ăn cái món vịt nấu chao các bạn ơi. Mình có kêu vợ nãy có qua chợ mua nửa con vịt. Tại này vịt này là vịt của người ta làm sẵn á. Một con thì bự quá, gia đình ăn không có hết. Vậy mua con nửa con vô nấu chao. Trong thời gian vợ mình làm công chuyện trong nhà chồng á, mình với bà già qua đây phụ nhổ thêm ít rau muống. Tay chân làm cho nó mau các bạn ơi. Con biết cây mập không? Cọng mập mà bự á. Ừ. Chứ chịu qua là con nhổ là thấy nhỏ không á. Cái này ha, nó non à ha. Cái mình vô mình lặt lá già bỏ á. Ngắt đọt bỏ luôn, cái mình nhúng ăn. Trời ơi. Nó không còn gì mà để nói. Đó ông cần đụng lên kìa. Hả? Đó ông cần đụng luôn kìa. Tổ ông hả? Ây da, cái tổ ong này, cái tổ ong này nó chích con nè, để chút xíu Dương Hai đốt đó. Cả nhà, tổ ong này chích vào nè, phát hiện rồi nè, để chút xíu ra là mình đập nó liền. Con chào bà, con chúc mừng khỏe. Đi con mập nè con, nha. Mẹ. À, con phải để dưới này gốc sau gốc nè, đó. Chứ con đó con đi ngang vậy được. Nhất luôn, cái mập ở chỗ này. Hả? Cái mập nhất luôn. Ừ. Vô được rồi con. Được rồi, vô đủ ăn rồi. Đi thôi, vô. Đây nè em ơi. Đây nè các bạn ơi, đã chuẩn bị nè là môn nè. Củ hành nè, củ hành trắng nè. Rồi củ hành tím nè, tỏi nè. Con vịt đâu? Ơi hủ chao, đó, đây hủ chao. À, tiếp xíu giờ mình sẽ nấu món vịt nấu chao nha. Trời vịt ngon vậy vậy? Mình xin chào cả nhà nha. Cả nhà bữa nay mình mua vịt mình nấu chao ăn cả nhà ơi. Bây giờ mình chặt vịt ra. Vịt này thịt dày quá nè. Dày như vịt tim. Anh liên tưởng giống như cái miếng thịt heo vậy ạ. Dạ. Ừ, yeah. À, không. Không lết vậy. Quá trời thịt. Này giống như thịt heo quá vậy. Vậy ngon. Mình mua có nửa con nữa nha. Tại gia đình mình ít người á, mình không có dám mua dư. Dư uổng. Trời ơi sao vào đi đâu cũng cầm súng vậy con. Hả? À? Đi đâu cũng cầm súng đi bắn người ta vậy? Đấy là con. Hả? Con đừng cho người ta cướp. Thì cứ vào làm công an hả? Đó, khớp kìa, ngồi dưới đất kìa. Ồ, chứ. Mình nãy giờ này đó con ơi. Dơ hoài lắm á. Cô Hai giặt mệt lắm á. Tới bằng cải dạ từ thân cho con á. Bây giờ mình vịt á, mình chặt ra rồi. Rồi mình cho vô một muỗng muối vô vịt nè. À, đặng mình trụng cái nước sôi qua. Vịt này mình có bắt cái nồi nước, cái nước sôi bừng rồi nè. Mình cho gừng vô, gừng á mình đập dập á, mình đãi vô đặng mình trụng thịt cho nó thơm, mình trụng sơ qua,
ở đây cả 10 phút đi rồi mình xả nước lại. Rồi thịt á mình trụng rồi mình xả nước ra rồi nè, giờ mình ốp gia vị luôn, mình cho tỏi vô, hành tím băm vô, mình đãi một muỗng đường vô, muỗng hạt nêm nhỏ, một ít bột ngọt, mình cho nửa muỗng muối nhỏ xíu thôi, tại vì mình ốp chao á, cái chao có chất mặn, mình bỏ vô cả nửa keo vậy đó. Mình lấy vừa nước vừa cái. Mình nấu chao á, mình ốp chao nhiều á, nó thơm mà nó ngon nữa, ăn có độ béo. Giờ mình quậy lên cho cái chao này nó nhuyễn ra. Mình ốp thịt. Mình ốp chao cỡ 20 phút vậy đó, mình hãy bắt thịt lên đó, mình xào. Cái nồi lên. Mình xào thịt vịt. Mình cho ít dầu được rồi, mình cho tỏi với hành tím vô. Thì hai thứ này cho vàng lên. Tỏi cũng vàng rồi, mình cho vịt vô mình xào. Mình ớt gia vị từ giờ á với chao á. Bây giờ mình xào lên thơm chao quá. Mình nấu mình phải nấu chao nhiều thơm. Xào chao từ giờ nó cũng thấm vô thịt rồi nè. Bây giờ mình đẩy nước vô ngập thịt luôn. Mình dịp nó chao từ giờ mình nấu nó cũng đã sôi dữ rồi nè, nó cũng đã ít bọt, mình hết luôn. Mình này mình nấu chao hơi nhiều quá. Cái màu đậm đặc dữ rồi ha. Nó sâu từ bây giờ rồi. Bây giờ mình bỏ môn vô luôn. Mình không có chiên, mình đãi gì luôn. Mình đãi tươi luôn. Hồi á mình chan bún ăn á, cái nước lền lền nó ngon. Tùy theo ý thích người, ta muốn ăn chiên, người muốn ăn lền lền. Rồi mình xắt hành tây ra, đâu mình bỏ vô. Giờ cái nồi vịt của mình cũng chín rồi, bây giờ mình cho hành củ hành vô. Mình ăn bún á, mình nấu nước hơi nhiều một chút. Rồi, nồi vịt mình cũng xong, bây giờ mình nhắc xuống ăn bún thôi. Xin chào cả nhà mình nha. Vậy là vịt nấu chao của gia đình mình cũng đã nấu xong rồi. Hôm nay mình ăn với bún nè. Rau nhúng gồm có đậu muống, cải xanh, không thể thiếu được trong cái món vịt nấu chao này cả nhà ơi. Bây giờ xin mời các cô chú, các anh chị, các bạn đang xem kênh YouTube của gia đình mình dùng bún với gia đình mình nha. Ăn bún thôi bây giờ ơi. Dạ. Ăn bún nấu chao với mình nha. Không có chú ăn bún nha. Xin mời cả nhà dùng bún với vịt nấu chao với gia đình mình. Có gió à? Gió mát, gió này gió gió chướng, gió chướng mùa Tết. Con gió này ăn lẩu đồ có á, gió này ăn lẩu có ngon. Bún này mình trụng lại nè, mình nè miếng bún này đơn đơn ăn được rau nữa. Rau nè. Hôm qua mình đãi cái nồi lẩu này hơi nhiều quá, ngon nó hơi khó á. Giờ mình đãi thịt qua bên đây. Con chan vô vậy không? Dạ. Chan vô. Thật á. Ừ. Nhiều miếng cốc lết heo vậy ha. Cô hai đãi bên này, cô hai bỏ rau vô nhúng. Ngon, ngon quá. Nấu chao mà ăn rau muống cây xanh là đúng sách vở.
ngon im không? Đây nấu số mấy? Giống nhà hàng không? Đây nấu số mấy? Thôi đi. Đi. Ăn chừng đổ rồi, hấp thứ đi con. Ngon. Đã quá vậy. Tuyệt quá. Béo quá. Chấm hết. Mồm gà béo không? Ừ. Nè, béo không? Nước béo không? Ừ. Mồm nhịn nhịn không? Dạ phát ăn mồm này hơn chim. Chim thì nó không có lại. Sao dữ? Mình á.